Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Ta-da, yeah. Thì hôm nay thì mình xin phép anh em là cho mình không để cam nha. Bởi vì là hôm nay mình không muốn để cam. Bởi vì cái tóc của mình xấu quá. Các bạn nào đã từng nhớ rằng là mình đã từng nói rằng là mình mới vừa đi cắt tóc không? Thì sau khi cắt tóc xong thì tóc mình khá là ngắn, cho nên nhìn mặt khá là ngáo. Cho nên là mình không muốn gọi là đưa cái mặt mình lên đâu. Không nói nhiều nữa. Thì trong tập trước, nếu như các bạn nào đã xem tập trước của mình rồi, thì em cũng đã biết rằng là mình đã biến thành khổng lồ. Và mình đã phá nát luôn cái map vùng đất chết này. Và có rất là nhiều bạn bảo mình là: anh ơi, anh phá cái map vậy rồi sao anh quay tiếp được nữa. Nhưng các bạn yên tâm đi, bởi vì là khi mà mình phá cái map rồi đó, thì chúng ta vẫn có thể gọi là khôi phục map lại được. Thì có một cái điều khá là buồn ở đây là sau khi khôi phục map lại được, cái tòa lâu đài và cái tháp này thì còn y nguyên. Nhưng mà cái gọi là vườn táo kim cương của mình đã biến mất rồi anh em ơi. Trời ơi là trời, tiếc quá đi. Anh em xem này, cái vườn táo kim cương của mình lúc trước trồng ở đây nè, để chúng ta thu hoạch kim cương á, bây giờ đã biến mất, không còn một chút gọi là quả nào luôn. Thiệt là tiếc quá đi. Nhưng mà không sao cả, bởi vì là mình khôi phục map lại, cho nên mình cá chắc rằng là cái cây táo kim cương, gọi là cây táo kim cương chính á, nó vẫn còn ở trên cái ngọn núi đằng sau lưng mình. Cho nên là bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau đi ra ngoài đó hái thêm táo kim cương về để làm một cái vườn táo mới nha anh em. Đây mấy bạn xem nè, đó trên ngọn núi rồi, thấy không? Đây là cây táo kim cương, gọi là cây táo chính á, mà trong một cái tập nào đó chúng ta đã đi hái nó đó. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại hái thêm lần nữa nha các bạn. Ok bạn ơi, mình đã leo lên tới cây táo rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hái lại mấy cái quả táo kim cương này nha. Thì như những bạn nào đã từng xem cái tập gọi là mình với anh Dịch đi hái táo kim cương á, thì chắc các bạn cũng biết được rằng là cái cây táo này nè là có rất là nhiều quái vật ở xung quanh luôn. Nhưng mà bọn mình đã giết nó hết rồi, cho nên là không còn nữa. Ok, để mình qua đây. Ui, ui cái gì đây? Ui, oh my god, oh my god. Ê, rồi xong, chết queo luôn. Oh my god, cái gì vậy trời? What the hell? Sao tự nhiên bên dưới đây là có nguyên một cái đường ống gọi là to đùng vậy? Lần trước mình đi hái táo mình có thấy đâu ta? Hay là do mình không để ý ta? Ôi trời, ôi phải nồi, bây giờ té xuống đây rồi. Ui có con quái vật đá kìa. Phải nồi gì mà dưới đây quái vật đông thế? Để mình thắp sáng coi. Ui có con quái vật. Ui nó chọi mình, nó chọi mình. Ui nó chọi mình. Từ từ để mình giết nó mấy bạn ơi. Mày hả mày? Rồi từ từ mình giết hết mấy con quái vật này đã. Mày hả mày? Rồi trời, trời quái vật mấy bạn ơi, dưới đây nhiều quái vật quá à. Khoan từ, để mình thắp sáng nó lên, không thôi là chết đấy. Ui, mình lượm được viên kim cương nè. Ui sao dưới đây lại có kim cương ta? Mà ở dưới đây có quá trời quái vật đá luôn nè. Chết rồi, từ 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 để mình leo. Ô, một con quái vật đá, từ từ để mình giết nó nha các bạn. Mình phải gọi là xử hết mấy con quái vật bên dưới đây đã. Sao chúng ta muốn làm gì làm. Mày. Ui. Ui, rồi xong chết queo. Một con quái vật zombie các bạn ơi. Từ mình giết con quái vật đá đã. Rồi ok, giết được quái vật đá rồi. Zombie hả mày? Rồi mình giết con zombie rồi. Trứng nổ đó nè. Giết trứng nổ luôn. Mày hay trứng nổ. Rồi ok. Oh my god các bạn ơi. Các bạn xem nè, dưới đây quá trời quái vật luôn. Ui trứng nổ lại gần mình kìa. Lại gần nè. Cút ra. Cút. Ôi nó không chết. Chém cho mày thêm một đao nữa mày chết nè. Rồi. Khoan. Phải thắp sáng anh đã anh em ơi. Rồi mình phải kêu đàn em mình ra đã. Mấy bạn nào có biết cái cây trượng Ai Cập của mình không? Bạn nào đã từng xem tập này rồi bình luận cho anh biết nha. Triệu hồi đàn em nè. Triệu hồi đàn em. Đó, ồ mày quýnh tao mày, đàn em tao quýnh mày nè con. Quýnh nó đi đàn em. Ồ đàn em mình quýnh cái con này. Ok, chịu hồi nhiều ra. Ây da. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ chịu hồi nhiều ra nha các bạn. Chịu hồi nhiều ra cho nó quýnh phụ mình. Đó, đàn em của mình đông quá trời bạn ơi. Chịu hồi đàn em nè. Đó, đàn em của mình là mấy con gọi là mấy con người trên mặt trăng nè. Nó nhào ra nó quýnh phụ mình. Quýnh nó đi. Mày hả mày? Mày hả mày? Rồi ok. Giết con người đá luôn cho anh mấy cưng. Để anh bắn nó nè. Mày hả người đá? Mày hả người đá? Tấn công con người đá đi. Đó, đàn em của mình qua đánh người đá nè. Mày hả mày? Hay từ, hình như nó không xuống nước được. Mày hả? Mày nè. Ô cái con gì đánh mình vậy? Ôi, một cái con gọi là con giáo nó quăng mình. Mày. Ok rồi, giết nó rồi. Người lòng đất hả mày? Lại đây mày. Mình sẽ giết con người lòng đất này luôn. Đâu rồi? Ui. Mày hả người lòng đất? Thường thường mấy con người lòng đất này hay xuất hiện này sau lưng chúng ta anh em. Chúng ta nhìn ra đằng sau lưng nè, xuất hiện đằng sau lưng nè. Đó, ấy da. Nó giết mình rồi. Mày hả người lòng đất? Người lòng đất nè. Rồi, một con. Ôi, wow. Zombie. Dưới đây nhiều quái vật quá bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy cái hang gọi là nhiều quái vật ở dưới đây gì luôn á. Ok, triệu hồi thêm đàn em ra coi, đàn em mình đâu hết rồi. Triệu hồi đàn em. Đánh nó đi. Đánh mấy con zombie đi đàn em. Sao đàn em của mình đánh yếu vậy? Triệu hồi đàn em nè. Quýnh phụ anh mấy em ơi.
Đó, thấy không? Đàn em mình nhào vô quýnh 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 phụ mình nè. Chịu hồi thêm đàn em nè. Mình sẽ chịu hồi nhiều nhiều vô cho nó quýnh phụ mình các bạn ạ. Chịu hồi thêm đàn em nè. Đó, rồi. Quýnh mấy thằng này cho anh. Mày hả mày? Thấy không? Mấy con này nhào vô quýnh phụ nữa các bạn thấy không? Đó, con này mạnh lắm. Mày hả? Mày hả mày? Rồi ok. Mình đã có được một bộ giáp da nè. Mặc vô cho nó đỡ các bạn ơi. Không thôi bị chết đấy. Ok. Rồi, giờ qua đây nè. Bên đây có con nhện. Tấn công con nhện cho anh mấy đứa. Nè, tấn công con nhện. Tấn công con nhện cho anh. Đàn em mình sẽ nhào vô quýnh con nhện. Mày hả nhện? Quýnh con nhện cho anh. Đó, thấy không? Đàn em mình nhào vô quýnh nhện kìa. Tính ra là bây giờ mình có mấy con đàn em vậy nó cũng gọi là đỡ nha. Nó quýnh phụ mình. Đó. Ui, con nhện nữa. Trời. Con nhện nó cắn chết anh rồi. Giết nó cho anh. Mày hả nhện? Mày cắn tao hả nhện? Đàn em tao nhào vô giết mày luôn. Hấp sáng lên nè. Ở đây còn con zombie nè, từ từ để mình ra mình giết luôn con zombie này. Đàn em đâu? Nhào ra giết cái tên này cho ta. Đàn em chở cá đâu? Ơ chết, mấy thằng đàn em đã biến mất hết rồi. Giết cho anh. Đó không? Đàn em mình nhào ra quýnh phụ nè. Đó. Ôi đàn em mình biến mất rồi các bạn ơi. Nó xuất hiện được có một phút à. Mày hả mày? Mày hả mày? Rồi. Bây giờ là làm cách nào để qua bên kia đây ta? Mình thấy bên kia nó có cái rương gì kìa các bạn. Nhiều khi bên đó là có kho báu hay gì á. Để mình qua thử coi. Ôi nhưng mà ui đi ra rồi xuống là chết á. Oh no. Rồi xong. Mất hết đồ rồi bạn ơi. Không, mất hết đồ tôi rồi. Trời ơi, mất hết đồ luôn rồi. 1 hour later. Ok bạn ơi, thì mình mới vừa gọi là chế tạo đại một cái kiếm sắt, sau đó mình xuống đây mình kiếm lại đồ đây. Trời là trời, đồ của mình. Trời ơi, chết xong mất hết đồ luôn các bạn ơi. Thôi xong tôi rồi. Hình như là rơi xuống đó là mất tiêu đồ luôn á. Ôi mà không sao cả. Vài bữa nữa mình sẽ gọi là thử khôi phục lại map coi biết đâu mình kiếm lại được đồ. Còn giờ mình phải lên trên đây mình xem thử cái rương bên kia là cái gì các bạn ơi. Mình thấy bên kia nó có cái rương kìa. Nhìn lạ lạ sao á. Chúng ta cố gắng dùng kiếm sắt mà giết lại mấy con này đi. Ok. Đẩy mày xuống dưới nè. Ôi trời, con này mạnh thế. Mày rơi xuống dưới đi. Ok, mình đẩy xuống dưới. À, mình rơi theo nó rồi à. Rơi rồi à. Rồi xong, mất đồ thêm lần nữa rồi. Trời là trời, khổ quá. Thôi mấy bạn ơi, bây giờ mình là mình hết sạch đồ rồi đó. Mình chỉ còn lại được có vài cục sắt để mình chế cái kiếm sắt nữa thôi á. Giờ mà chết thêm lần nữa là hết vũ khí luôn á. Ôi mà bây giờ dưới đây là có hai con quái đá nè. Sao quýnh lại nó đây? Không có kiếm kim cương sao quýnh lại? Chết tôi rồi. Rồi không sao cả. Bây giờ mình sẽ quýnh con này trước. Mày hả mày? Ui tránh sao tao ra. Ui đánh đâu vậy? Mày. Ôi nó giết mình rồi. Không sao cả, mình hồi sinh được. Mình phải giết mấy con này đã. Ui trời ơi. Ây da. Rồi xong, nó giết mình thêm lần nữa rồi. Mày. Bây giờ mình phải giết được nó. Ok, một con. Mày. Một con nè. Con này nữa rồi thắng. Mày. Trời ơi, chết nữa rồi. Tốn tiền quá, tốn sao quá. Ok. Rồi, mình giết được nó luôn rồi các bạn ơi. Mày quá. Ơ nhưng mà hơi tiếc nha. Bây giờ mình mất luôn cái trượng Ai Cập rồi. Trời ơi là trời. Mấy bạn ơi, không biết trong cái rương này có gì không mà bây giờ à, mình mất kiếm kim cương nè, mất luôn trượng Ai Cập các kiểu nữa. Trời ơi là trời, xui thiệt luôn á. Ok, để xem cái rương này có gì nè. Xem coi. Wow, quá trời kim cương vàng sắt luôn các bạn ơi. Ui nè, còn cái trượng Ai Cập trong đây nè. Yes, chúng ta đã kiếm được cái trượng Ai Cập mới rồi. Mình tưởng là trong thế giới này có mỗi một cây thôi chứ, ai dè có 2-3 cây luôn hả? Wow, ok, rồi mình có thêm một cây trượng Ai Cập nè. Với lại lấy thêm một đống gọi là vàng sắt kim cương nữa. Là có kim cương vàng sắt đem về nhà xài rồi. Quá xịn luôn. Ok, từ từ. Đây còn con mắt của con người lòng đất nữa nè. Gì đây? Cánh thần. Cánh thần là gì? What the hell? Cánh thần. Từ từ, sao tiên mình lại bỏ đồ vô rương vậy? Ok, giờ mình lấy kim cương sắt đồ cái kiểu đem về nhà chế tạo cái kiếm kim cương mới các bạn ơi. Ủa nhưng mà cái cánh thần này là gì ta? Cái này nó có khác gì là gọi là con mắt của người lòng đất đâu? Mà cái tên của nó là khác nha. Tên của nó là tên là cánh thần. Ăn được không? Không ăn được. Ui. Trời, ui cái gì vậy? Mấy bạn ơi, chuyện gì mới vừa xảy ra vậy? Hình như mình mới vừa thấy cái gì đúng không? Ủa? Ui cái này nó làm cho mình bay lên trời được mấy bạn ơi. Wow, xịn nha. Cái này nó giúp mình bay lên trời được nè. Xịn. Ok, từ từ để mình thử lại coi. Bây giờ mình muốn leo lên đây nè. Bây giờ mình không có gì để mình leo nè. Mình sẽ thử bay lên thử nha. Bay lên. Ui, bay lên nè. Bay được các bạn ơi. Bay được. Trời ơi. Cái này nó, cái cánh này nó giúp cho mình bay lên trời được nè. Wow.
Hợp lý nha. Ok, giờ mình sẽ thử mình bay về nhà nha bạn. Nhà mình là hướng này đúng không? Hay hướng nào ta? Hướng này à? À hình như là hướng này nè. Ok, mình sẽ bay về nhà thử nha bạn. Bay về nhà. Ui, không thấy mặt đất đâu luôn. Ây. Oh my god. Rơi xuống nước rồi. Wow. Bay lên trời nè. Ui, nó bay xa vậy. Ui, chết luôn rồi. Cái này bay xa đó bạn ơi. Wow, trời ơi, nó bay lên tới tận đến luôn cái tận cái tòa tháp luôn à. Bay xa cực kỳ luôn nha. Ui, đã quá. Ui, trời. Đã bạn ơi. Cái cánh này bay được. Trời ơi, xịn nha. Ok bạn ơi, thì trong tập này nè, mình đi hái táo kim cương mà mình đã kiếm được một cái hầm. Và trong cái hầm đó mình kiếm lại được rất là nhiều sắt kim cương vàng bạc, mà còn kiếm được thêm cái cánh này nữa. Cái cánh này giúp cho mình bay được nè. Xịn hay là xịn luôn. Mình sẽ thử mình bay lên cái ngọn tháp cho các bạn coi nha. Bay ngọn tháp nè. Bay lên. Bay. Ui, bay xa quá rồi. Ui, bay vô ngọn tháp. Bay vô ngọn tháp mà sao bay đâu vậy? Bay vô ngọn tháp. Cái này khó bay quá. Ui, té. Ây da, trời, mình bay tuốt chỗ nào luôn rồi. Té. Ây da. Rồi xong. Cái cánh này thì bay rất là xa bạn ơi, nhưng mà nó khó điều khiển quá, chắc là mình phải tập dần dần mình mới điều khiển được. Ôi nhưng mà cái cánh này xịn quá, nó giúp cho mình bay được, vậy là mình khỏi cần phải cần có thú cưỡi luôn. Mình muốn đi đâu mình chỉ cần bay cái dèo cái là mình bay lên trời luôn bạn ơi, quá xịn luôn. Ok, và mình cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero đăng ký ủng hộ cho các thành viên của team Hero nha. Chứ trong tập này mình nghĩ rằng là mình kiếm được cái cánh thôi là đã quá gọi là xịn rồi. Mình không quay tiếp nữa đâu. Tập sau mình tiếp tục quay tiếp cho anh em xem nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tập luyện cách để bay đây. Chứ giờ cái này cánh này bay khó quá. Ok. Và anh em đừng quên là nhấn vào nút like ủng hộ cái series vùng đất chết này của mình nữa nha. Rồi, bye bye. Đừng quên đăng ký ủng hộ cho mình nhanh lên được 1 triệu subscribe nha các bạn. Còn bây giờ mình đi tập bay đây. Bay lên trời. Bay lên. Bay.